afraid of you. Now you set my soul on fire. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình quay trở về rồi, nên là tiếp tục chơi với cái series như thằng ngày cho các bạn cùng xem với nhân vật Madam. Ok, xong em mới đổi sang 4G để em chơi cho đỡ lag đó. Rồi hôm nay là ngày thứ mấy? Hôm nay thứ hai à? Chúc mọi người có một cái buổi đầu tuần vui vẻ, ăn cơm ngon miệng đấy, hoặc thành điểm thật là cao đúng không? Điểm cao thì mới có nhiều niềm vui. Điểm buồn đâm ra là tâm trạng rất là lo sợ. Đấy, điểm mà thấp một cái là nó ảnh hưởng đến cả một quá trình, đòi hỏi là mình phải cố gắng hơn để gỡ gạc lại cái điểm đấy. Nhưng ngày xưa mình cũng có những cái số điểm rất là thấp. Ngày xưa là không xưa lắm nhé, như gần đây học đại học đó. Chẳng hạn như là không đạt được cái điểm giữa kỳ như mong muốn thì cuối kỳ mình phải cố gắng lên. Chứ nếu không thì cái danh hiệu khá hay giỏi nó xa vời lắm. Giờ đầu óc thì cũng già dặn rồi. Úi dồi ôi. Rồi, ok. Một gương 2 hit, rất là xuất sắc, khá là vừa vặn để có thể hồi cái skill gương luôn. Bây giờ mình sẽ canh mấy giây nữa có skill gương mình đè đầu cưỡi cổ bạn giấc mộ này. Rồi, xui ghê, vừa mới đặt cho một cái bức thư giải mã nhưng không ngờ là bị mình đuổi luôn, nên cái thư giải mã đó hơi bị phí nha, hơi bị phí một chút. Thì em vừa mới về lúc 3:30 sáng và ngồi trên xe đòi chắc chắn là ngủ cũng không ngủ được rồi, tại vì nó rung lắc ấy. Rồi đi, mọi người biết cái đường đi Đà Lạt thì nó cũng có một vài cái đèo nữa, lộn qua bên này lộn qua bên kia. Xong rồi đặt ghế thì người ta đặt sớm quá nên là mình phải ngồi ghế gần cuối, mà cũng may sao không ngồi ghế cuối chứ không thì chắc cũng xỉu cái đùng thật sự. Và hôm nay chơi Madam bởi vì là đợt trước mình có làm vài clip sẵn rồi, mình úp vào thứ bảy chủ nhật ấy, thì có một cái trận gây xa thì sao á, cài ngày giờ nó bị lỗi, thế đâm ra là mình phải buộc xóa cái clip nó đi, chứ không thì mình thấy nó cứ bị lỗi, coi nó nghiệp chướng kiểu gì ấy, nên là mọi người thông cảm nha. Mấy ngày em đi chơi thì em cũng chuẩn bị được nhiều đó thành phẩm của em thôi, nên là mọi người thông cảm. Chứ thật sự thì công việc nó không được hoàn chỉnh, đôi khi cũng có một cảm giác rất là khó chịu, rất là áy náy, cũng coi như là mình không được thoải mái ấy. Tất cả một ngày thường thì mình làm hai clip cho mọi người, mà bình thường bây giờ đi chơi làm có một trận thì cảm giác nó hơi bị chối. Wow. Ôi. Ô kìa. Thôi về cam gác mộ. Trời ơi. Đâu đúng biết. Ô, thanh niên này quá chán đời à. AFK luôn. Ok, vậy thì mình càng khỏe thôi. Lại thêm một con chó đã ra support, nhưng mà rất tiếc con chó đấy không có tác dụng. Hết thời. Yeah. Em ra ngoài đấy là em được biết món bánh canh trứng cút nè, có món bánh canh hải sản nữa. Rồi bánh ướt lòng gà. Rồi có món gì nữa trời. Món gì nữa ta? Bánh trắng nướng. Đúng rồi đó. Rồi hết. Mỗi vậy. Tại vì cái routine hàng ngày của mình là mình ngày một mình ăn chỉ 2 bữa thôi, chứ mình cũng không có ăn nhiều, nên là cái lượng ăn đi trải nghiệm thì cũng không có. Mà đi chơi thì chủ yếu đi cà phê, cà pháo thôi. Đó, còn không thì sẽ ra chỗ vườn bông. Trời ơi, lần đầu tiên em thấy con lạc đà ngoài đời nha mọi người. Xong rồi nhìn nó tranh giành kiểu gì ấy. Nè. Hấy. Ấy. Trời ơi, lạc đà mà chảnh. Trời ơi. Xong rồi em gặp mấy con dê núi nữa. Mua một cái hộp cà rốt, người ta thái mỏng ra khoảng chừng một ngón út đấy. Một hộp đó chắc khoảng chục miếng mà 40.000. Ôi giời ơi, người ta kinh doanh ghê không mọi người. Và khi mà em cầm cái hũ đó lên, em chưa kịp làm gì thì một bầy dê núi nó nhảy xổm lên người. Kinh khủng luôn. Nói chung là tụi nó kiểu cái thói quen cuộc sống của nó hàng ngày là như vậy rồi ấy. Nên là nó thấy mình cầm cái hũ đấy là chắc chắn là tự động nó sẽ tới, nó cũng kiếm chuyện với mình, nó đòi ăn.
gặp mấy ông bà kiểu hello cưng, hello kid, come here, come here là thôi rồi, nó nhảy lên là dơ đồ luôn. Trời ơi, em thấy em chạy 800 mét. Mà cái đôi mắt nó kỳ lắm nha, đôi mắt nó không phải viền tròn như mình đâu. Cái người của nó hình đôi giống như kiểu dấu trừ ấy, công nhận tạo hóa hay thật. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời nhìn con lạc đà đó chứ. Chảnh dễ sợ. Chảnh mà hỏi luôn á, chanh hỏi chảnh luôn. Wow. Nè, vô. Rồi, thêm một gương nữa để bắt luôn bạn người đưa thư. Xong rồi sáng nay cũng vừa xem cái xong cái chương trình The New Mentor. Thì biết là Lan Khuê chiến thắng thì cũng rất là vui. Nói chung là bốn vị Super Mentor thì ai thắng thì em cũng đều vui cả. Nhưng mà Lan Khuê thắng thì cảm giác cũng khá là đã cái nư, đúng không? Xong rồi em còn xem được một cái meme giống như kiểu là bổn cung chưa được làm hoàng hậu nhưng mà ngồi chém chệ đây chính là ai ra đó. Cái câu đó của Chân Hoàn đó mọi người. Một cái câu khá là tâm đắc. Và khi mà xem thì cũng rất là buồn cười cơ. Kiểu nó rất là hợp với tình huống. Và những cái bộ phim thường thường nó sẽ để lại cho mình nhiều cái chân lý. Tưởng không ngờ mà ngờ không tưởng. À, tạm thời thì mình chưa thấy cái sự sửa máy nha. Rồi chắc mình bling luôn ha. Ok. Không có cái máy nào sửa. Cái thế máy đi cam cũng khá là đẹp nha. Nó cũng thuộc cái hàng gần gần chứ không xa lắm. Chỉ cần một gương là có thể check được rồi. Nhưng mà không có sửa máy. Có nhiều bạn hỏi là sửa máy kiểu gì. Thì trước mắt thì mọi người sẽ dựa vào những cái địa hình cao ấy. Và nhìn cái máy đó qua những cái cây, những cái cột. Để các bạn so sánh xem nó có rung không. Nếu mà nó rung thì có người đang sửa máy ở đó. Không thì thôi. Không rung thì không sửa. Kiểu như thế. Cái này cũng phải luyện tập rất là nhiều. Ngày xưa em cũng không có rành với cái vụ rung máy đâu. Chẳng hạn như mọi người thấy vừa bắt được một người mà thấy cái máy đang rung nhá. Tự nhiên nó không rung nữa là chắc chắn khả năng cao là có một người đang bỏ máy đi cứu. Kiểu như thế. Cũng phải tập tành nhiều, xem nhiều cái vị trí máy lúc đấy thì mới rõ được. Cắm mắt luôn. Ủa đầu hàng hả? Ủa đang vui mà sao đầu hàng rồi mới má? Nhưng mà không sao, nếu mà đầu hàng thì mình sẽ làm thêm trận đấu nữa thôi. Hết sớm thì xong sớm, đúng không mọi người? Và mọi người đừng chuyển kênh nhé, mình sẽ làm thêm trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem. Mà đi chơi bữa nay cũng hay lắm nha. Khách sạn nó cho thuê cả xe máy nữa cơ. Lần đầu tiên mình trải nghiệm cảm giác đấy. Nhưng mà em nghĩ cái xe đấy là người ta gắn định vị hết rồi, hiểu không? Mình đi đâu á là người ta biết hết á. Với cả là đừng có mơ mà đánh cắp nha. Không dễ gì tự nhiên người ta đưa cái xe cho mình đi không đâu mọi người. Cái gì nó cũng có cái giá của nó đó. Mỗi xe sẽ có một cái chìa khóa. Và cái chìa khóa đấy sẽ có một cái móc khóa hình biển số xe đó luôn. Mình nghĩ là cái xe đấy gắn định vị rồi đó. Đi đâu là họ biết liền. Nên là không có dễ gì người ta đưa cho mình nguyên cái xe mình đi nhong nhong vậy đâu. Xong rồi sáng ngày hôm qua em vừa mới xuống chỗ reception đó. Để mượn xe, mượn cổ các thứ. Cuối cùng là em gặp một chú người Tây với một anh người Việt. Anh ấy chắc là translation đó. Người đi dịch đó. Ôi giời ơi, xong cái bắt đầu mọi người biết sao. Ông ấy gặp hai đứa cháu của tôi. Mà hôm qua tôi cho nó mượn cái TikTok để nó quay cái clip nó chơi chơi cho nó ăn ấy. Cuối cùng là úi giời ơi, ăn ván ấy. Xong rồi cuối cùng nó quay kiểu gì nó bấm nó đăng luôn lên cái kênh TikTok của mình. Rồi nhiều bạn vô bảo anh có con rồi hả? Ủa là sao má? Trời ơi, kinh khủng, con đâu ra? Ok nha, duyên dáng anh hít, vậy đi, vừa. Để mình phá cái nhạc luôn. Trời ơi, người ta lấy con đâu ra bà nội. Cháu của người ta đó. Trời ơi, em còn sống cho bản thân lắm. Em chưa muốn có gia đình đâu, mọi người đừng hỏi con em hả, em sợ. Xong rồi cái mà công nhận là khi mà tự nhiên ông ấy gặp cháu mình xong cũng what this. Ông chỉ vô cái gloves, là kiểu cái bao tay đó. Mà nó sợ, nó có dám nói gì đâu. Cái em bảo là say hello chú đi. Cái nó cũng sợ, nó không dám nói gì. Thôi kệ, muốn làm gì mày làm, mệt.
Nhưng mà đi mấy khu du lịch thì công nhận là gặp nhiều người nước ngoài thật. Mà gặp nhiều cái anh với mấy chị mà kiểu hướng dẫn viên ấy, sang. Trời ơi, vừa được tiền mà còn vừa được đi du lịch tham quan ngắm cảnh. Mê dễ sợ. Đó, xong rồi nhiều bạn cũng bảo là thích làm hướng dẫn viên du lịch. Thì nói chung là thích thì cứ làm thôi. Nhưng mà làm cái đấy không phải chỉ giỏi tiếng Anh đâu nha, mà phải giỏi về kiến thức nữa, cả về địa lý này, về lịch sử đó. Đó, cho nên là nhiều khi mình biết tiếng Anh là một chuyện, nhưng mà mình còn phải hiểu về cái địa phương, về cái nơi đó nữa. Cả cái nam châm gì vậy trời. Nè, một hít, ngồi đó mà lắc. Trời ơi, trời ơi, dẹp đào vàng dùm. Thôi khỏi đi, mình biết thôi khỏi được rồi. Đào vàng sắp có Hunter, sắp có nhân cách mới hả? Thương ghê. Yo, khó chịu nha. Ok, bartender gần đầy máu thì bỗng nhiên ăn một hit. Rồi mình xuống mình xiên từng đứa làm BBQ. Bây giờ mình sẽ làm món BBQ dancer. Đâu rồi? Một đứa. Ý, ôi, một quả fly rất là hay. Trời ơi, món BBQ này ngon quá. Ngon quá, tưởng không ngon đấy mọi người. Ngon không tưởng mọi người. Trời ơi, xuống cứu đấy kìa. Hí. Hí. Đó. Ôi, món bi. Hình như là tiểu thuyết cái gì phi hành gia đang sửa máy ở giữa map. Rồi, gương này lỗi rồi, mình phải xoay gương này. Đấy. Là tự động gương sẽ sạch lại nha. Hí. Đấy, lâu lắm rồi mới chơi lại Madame. Mà cái skin Weaker này cũng khá là bắt mắt nha. Trời ơi, tự heal. Hí. Thôi thôi thôi, mình lùi ra để mất cái nam châm này. Đấy, mọi người thấy không? Khi mà có cái đường truyền mà đang có dấu hiệu cùng dấu ấy, thì mọi người sẽ đẩy đi xa ra xíu là nó sẽ mất cái đường truyền của cái nam châm luôn nha. Trời ơi, ngày hôm qua Aiden nó leak cái Hunter của nhân vật này, thấy ai cũng khen đẹp trai hết trơn. Bảo mọi người quên rằng là không khen tôi hả? Buồn. Không biết kỹ năng sao á. Tôi thấy chắc là quăng cái nỏ, quăng cái đào khoắn nó vô mỏ hình survival quá. Ui giời, nó kẹt. Khiếp khủng. Nó kẹt cái cục ba cái cục đó kìa. Cái cục đó cục gì á? Mệt quá, xoay luôn đi. Rồi, đi đây. Rồi, ok. Ngon quá à, mukbang survival. Trời ơi, mọi người biết sao, đi chơi nhưng mà vẫn phải học online. Em mang cái mặt bục đi, cuối cùng là em đâu có dùng đâu. Cuối cùng em dùng điện thoại. Đang dài kiểu dùng mặt bục khi mà học online á. Ôi, nữ hoàng nam châm, úi giời ơi. Kệ, ông này fly hay á. Nhưng mà nam châm rất là sục nha. Rồi cứu nhau kìa. Nó đánh rắm rồi. Thôi mình sẽ quyết định gương xịt bạn này một phát để cho bạn ấy sợ đúng không? Phải xịt gương nó mới sợ. Chứ không làm gì nó là nó coi mình như là trời bằng vung á. Rồi lên ghế nha, gương lắm ấy. Đi ra chỗ gì Hồng Kông bên bờ Đà Lạt cái gì ấy. Đà Lạt bên bờ Hồng Kông gì đó. Vừa ra đó tôi om mà tôi thấy nhiều người cũng nhiều bạn trẻ cũng rất là hay chụp hình ở đấy. Cuối cùng chưa kịp chụp hình thì đến giờ học online. Thế là phải cắm tai nghe vô nghe. Xong ngày hôm qua đi xe về cũng thế. Đang chuẩn bị thiêu thiêu rồi tự nhiên thấy điện thoại Zalo giật mình. Các bạn ơi, cô điểm danh chưa? Ủa là sao má? Bắt đầu mở lên. Ủa hôm nay có lịch học online. Trời má ơi. Hai buổi đi chơi học làm hai buổi online liên tiếp má. Trời ơi, tôi sợ xỉu ngang luôn đấy trời. Nhưng mà không sao, việc học vẫn học, vẫn chơi thôi. Miễn sao mình có tham gia đầy đủ trong lớp học là được. Nhưng mà đi chơi, vừa chơi vừa học thì mình thấy không có hiệu quả lắm nha. Kiểu nó cứ bị rối bời kiểu gì ấy. Nên là hơi xui, đúng không? Hơi xui. Hí. Rồi, xong. Bạn ốc tự nhiên gì phải không? Để lại. Ủa, đầu hàng nữa hả? Ừ, vậy đi. Nếu mà đầu hàng rồi thì mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau.
chúc mọi người có một buổi sáng thứ hai đầu tuần vui vẻ, ăn cơm ngon miệng, học tập điểm cao và có nhiều may mắn nha. Bye bye mọi người.